viên chương quý cũng đã sắp hoàn mãn. Thì bây giờ người MC điêu luyện và dễ thương của chúng ta đó là Vũ Hùng sẽ đơn ca nhạc phẩm Đôi Mắt Người Xưa do chính tác giả sáng tác. Xin quý vị cho một tràng mới tay với Vũ Hùng, Đôi Mắt Người Xưa. Xin cảm ơn chị Bích Thi, và bài hát này Vũ Hùng dành tặng cho tất cả các bạn ở xa đang ngồi kỳ bàn này. Bài hát mang tên Đôi Mắt Người Xưa. Mẹ cho đôi mắt tuyệt vời để em nhìn đời và để làm gì. Đời cho đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Thank you.
Cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn
bác sĩ Lương rất nhiều. Và bây giờ Vicky xin trân trọng kính mời tác giả Huyên Trương Quý lên trên sân khấu để nói lời cảm ơn tạm biệt đến các khán giả ngày hôm nay. Xin mời em. Cảm ơn chị Vicky. Và kính thưa quý vị, Huyên Trương Quý thật là xúc động khi chương trình ngày hôm nay đã được toàn thể quan khách ủng hộ đến dự thật đông và chương trình đã được thành công mỹ mãn. Huyên Trương Quý một lần nữa chân thành cảm tạ toàn thể quý anh chị đã đến dự ngày hôm nay ở lại cho đến giờ phút cuối. Và Huyên Trương Quý xin hát một bài thơ ngắn yêu em. Như mây phiêu lãng lưng trời, ngất ngây tóc mượt gọi mời hương thơm. Đồi non trắng rền tay ôm, cò mươn mướt biết chiều hôm dập dờn. Khe sâu nước rì đường trên, bình đôi mắt lạc thần hồn đi quan. Chiều dân sống vô tiếng đàn, yêu em mây giấc sơn vàng buồn lung. Mộng mèo cái mộng anh hùng, mộng mèo cái mộng anh hùng. Xin kính chào toàn thể quý anh chị, cô bác. Và kính chúc quý cô, chú bác, anh chị về nhà có một buổi ăn ngon buổi tối và ngủ một giấc thật ngon tối nay.